Alo, chào mọi người nha. Hôm nay xin test cái máy rửa này đi Đắk Nông nè. Đó, máy rửa bình 3 chức năng đi Đắk Nông nha. Đó, chờ giờ mình chuẩn bị mình thử nè. Rửa bình nắp lớn. Còn ai muốn rửa bình nắp nhỏ thì làm cái chổi nó nhỏ lại. Rồi, bây giờ mình đẩy cái nắp xuống mình rửa ngăn xà bông đầu tiên nè. Đó. Đây là ngăn rửa xà bông. Đó, chuyên trị những vết bẩn cứng đầu. Làm từ inox 304 100% hết. Làm từ inox 304 100% hết. Chết mẹ đang quay. À đây. Đây là ngăn cán. Ngăn cán nè. Đây là ngăn rửa sạch xà bông nha. Chổi lớn để rửa bình cổ lớn cho nó mau nè. Chổi lông nhiều. Đây là tủ điện. Tủ điện điều khiển. Đó. Chuyên rửa những cái vết bẩn cứng đầu nè. Làm từ inox 304 100% hết, truyền động nhông xích nha mọi người nha. Để quay truyền động nhông xích cho mọi người xem. Đó. Ở dưới là hệ thống truyền động bằng nhông xích nó chắc cú lắm. Chắc chắn từ cốt láp cho đến đế motor, đế máy đều là inox 304 hết. Đó. Đế máy cốt rồi inox 304 hết. Máy ngóc này bắn cho kỹ nha. Nhông nó kêu rụt ra. Điện đủ đồ đầy đủ. Đây phía sau máy nè có bơm motor rồi đầy đủ luôn. Motor kéo là motor Nhật, bơm thì bơm inox rất là bền bỉ. Này thùng tráng nè, thùng rửa nước, thùng rửa. Đây chổi, sáu chổi. Chỗ này là chổi đế ở trên để chà cái đế ở trên nè. Đó, ba cái chổi trụ. Cái chổi đế dưới nè. Chỗ này chổi rửa sạch. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt. Sao rụng hết rồi. Chỗ này nó chặt quá khó quay. Cảm ơn mọi người đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt mọi người.